Hey, xin chào mọi người, lại là mình Mironium đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm review ba cô nàng bunny mới. Đây, Pinkie Pie, Twilight Sparkle và Rarity. Đó, gì đây? Cái này là bộ đồ mặc lúc mà cho hát bài hát giúp Twilight để nhận được cái vương miện trong phim những cô gái Equestria phần 1 đó các bạn. Ai coi phim chắc chắn là biết ha. Để mặc sao. Đó. Rồi. Thôi không dài nữa mình sẽ khui ra cho bạn để review cho bạn kỹ càng hơn ha. Ok. Đây, Twilight Sparkle. Bùn này mình thích nhất này. Khớp thì cũng không có chắc, bạn cũng tạm được thôi. Khớp tay hơn thì hơi bị lỏng rồi. Nhưng không sao. À, khớp chân thì khá ổn, không lỏng. Tháo không tháo được nha bạn, một khối vậy thôi, chỉ có váy thì được thôi. À, với cái đuôi tháo được luôn. À, sơn có mọi dạng thôi. À, còn miếng cái biểu tượng của trường Cantaloupe 2. À, đây, tay đeo tháo được luôn, có cái lỗ này. Dạ, đây nè bạn. Đây, cái này là cái hình dáng ngôi sao Cutimark nè các bạn. Cái này là để mình phân biệt chứ cái tay tay đeo của những bunny khác mà. Tại mỗi con nàng bunny là sẽ có tay đeo khác nhau. Đơn giản tại cũng do cái mái tóc khác nhau các bạn. Đó. Mình phải nhìn vô cái này để mình biết cái tay đeo là của ai. Đó. Về màu sắc thì sơn đẹp các bạn. Đẹp. Thì cũng không có trên cho búp bê này không có sơn nhiều các bạn, không có nhiều màu sắc lắm, nhìn cho nó khá đơn giản, nhìn rất dễ thương mà. Rồi Pinkie Pie đây. Khớp tay Pinkie Pie có vẻ cứng hơn Twilight ha. Khớp chân lại lỏng hơn đấy. Đó các bạn. Khớp chân mà lỏng thì đứng rất khó nha các bạn. Pinkie Pie đứng rất là khó. Hay đầu nặng các bạn. Đầu nặng. Đứng khó lắm. Màu nhựa đẹp. Sơn cũng tốt lắm. À, mà Pinkie Pie sơn ít mà. Sơn ít. Đây, tay đeo. Đó. Nguyên cái cưa này mát không bóng này. Đó. Đó, thấy không? Nó khác với của Twilight là thấy không? Đó. Đấy, giờ tóc nó khác đó. Đó. Pinkie Pie cũng rất dễ thương nha các bạn. Nhưng mà theo cá nhân mình thấy thì phần miệng này nó cái phần màu đen này các bạn, nó hơi bị to. Mình muốn nó hẹp hơn chút, nhỏ hơn chút. Nó hơi bị to. Không biết các bạn nghĩ thế nào chứ mình thấy nó hơi to đó các bạn. Rồi, Rarity. Rarity xinh đẹp của chúng ta đây. Khớp thì cũng vậy thôi. Đùi vẫn tháo được, nhận váy cũng vậy luôn. Đây. Ồ, nè. Về phần tay đeo của Rarity mình thấy không có đẹp các bạn. Bên cao bên thấp nè. Đó. Đó, bạn thấy không? Các bạn nhìn kỹ nha. Bên cao bên thấp. Để cho mái tóc của Rarity rồi các bạn. Cũng có cái cutie mark này. Đó. Đây mình biết là đây là của Rarity.
Bên cao bên thấp nhìn nó không được đồng đều, trông có không, trông không được đẹp lắm, không không được cân đối. Quên nữa đây này, dành cho các bạn những ai chơi ứng dụng Equestrager trên điện thoại di động này. Đó. Và scan ra, mình không biết scan xong có những cái gì nữa, tại mình không có chơi game. Ba hộp thì họ thì cái catalog nào cũng giống nhau các bạn, nào giống nhau cơ. Bên trong là những sản phẩm thôi. Đây là bạn cái chuyện ứng dụng chơi được bạn đó. Ở đây sang bên này ha. Các bạn thấy như thế nào các bạn? Thế mình thấy những con nàng bunny của chúng ta thì rất là dễ thương các bạn, rất là xinh đẹp nữa, rất đáng để cho chúng ta đưa vào bộ sưu tập đấy. Đó. Thôi mình xin như dừng clip tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn nếu trong phạm vi hiểu biết mình. Các bạn thấy thích con bunny nào nhất, các bạn hãy comment luôn bên dưới nha. Trời. Nó có xài đâu. Rồi, xin chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn.